Nhiều tháng gần đây, giá cả các nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao trong khi giá bán tăng thấp. Tranh thủ sự hỗ trợ của tập đoàn, nhà máy xi măng Vinsai Ninh Bình đã nhanh chóng đưa các giải pháp khắc phục để hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 1.000 lao động. Trong 3 năm trở lại đây, cước vận tải biển tăng cao, gần đây nhất là giá xăng dầu biến động mạnh, tiến sát mức kỷ lục 32.000 đồng một lít xăng. Phục vụ sản xuất xi măng chiếm 40% giá thành đã tăng gần 300% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá bán chỉ tăng 15%, đặc biệt với các đơn hàng đã ký kết không được phép tăng. Bài toán đặt ra với doanh nghiệp là tìm mọi cách để giảm giá thành đầu vào, nhưng vẫn phải đảm bảo không làm giảm chất lượng hàng hóa. Thì phía nhà máy thì cũng đã tăng cường, ngoài tất cả các cái bạn hàng lâu năm thì chúng tôi cũng tiếp tục mở rộng các cái khách hàng mới và phát triển ở các cái thị trường mới để tăng cái doanh thu lợi nhuận và sản xuất hàng hóa được liên tục. Là giá thành của linh kia đẩy lên cao, chúng tôi nghiên cứu để đưa vào các nguyên vật liệu thay thế linh kia để giảm giá thành sản xuất, ví dụ như là đưa chạy thêm cho bay xỉ bột vào để thay thế tỷ lệ sành ghe mà vẫn đảm bảo được chất lượng xi măng để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường trong nước. Kết quả 6 tháng đầu năm, nhà máy sản xuất gần 1,3 triệu tấn cà lên ke, 1,3 triệu tấn xi măng, tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Lương bình quân người lao động đạt từ 8 đến 8,5 triệu đồng một người. Nhưng ban lãnh đạo công ty và lãnh đạo nhà máy cũng cố gắng duy trì trong sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động. Chúng tôi quyết tâm đồng hành cùng với công ty vượt qua những khó khăn phát triển trong thời gian tới. Trong khó khăn, nhưng thị trường xuất khẩu vẫn ổn định và được mở rộng. Ngoài thị trường truyền thống như Trung Quốc, một số nước châu Phi, châu Úc, nay đã vươn tới thị trường khó tính như Mỹ. Một số hợp đồng đã được ký kết trong nhiều năm. Cũng như nhà máy xi măng Vinsai Ninh Bình, tại các khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã phát huy nội lực, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh nhanh chóng phục hồi, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 41.000 lao động. Tín hiệu vui đã tạo đà để các doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022.